Hello, cả nhà mình là Sushim đến từ shop sushi nội địa nhật.com. Hôm nay em tiếp tục lên sóng phục vụ cả nhà. Em giới thiệu cho cả nhà cái mẫu âm ly đàn của Yusugi này ha cả nhà ha. Thì rất quen thuộc ha cả nhà. Con này em bán được mấy con rồi. Model nó là Yusugi Euro 3 ha cả nhà. Thì em này có giá xuất xưởng khoảng 495.000 yên á, vào khoảng những năm 1990 ha cả nhà ha. À, thành thử ra đây là một con âm ly, cái thời điểm đó thì giá trị của nó gần 5.000 đô ha cả nhà. Rồi thì lần trước em cũng có giới thiệu cái con này chạy bóng KT88 Gold Lion của Senelec của Russia ha cả nhà. Và em cũng đã nói từ cái clip trước là em về được hai con và đây là con thứ hai, thì con này nó có đặc biệt hơn ha cả nhà nên giá trị nó cao hơn một chút. À, con này nó chạy bóng Gold Lion của Anh Quốc ha cả nhà. Thì cái bộ bóng này thì đồ cũ ha cả nhà, nó dao động từ khoảng 20 triệu cho đến 30 triệu cho cái bộ bóng này. Nhưng mà cái bộ bóng này là em gắn vô con âm ly này để phục vụ cả nhà, chất âm tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Rồi thì con này là hàng hàng đấu giá, hàng máy bay về ha cả nhà. Hình thức thì zin nguyên bản, em bao zin 100% luôn, mọi thứ luôn ha cả nhà ha. Phát hiện mà có sửa chữa là một đền hai ha cả nhà ha. Rồi em này thì cũng không quá xa lạ cả nhà. Trước khi vào review chi tiết thì em mời cả nhà cùng em nhìn ngoại hình em nói nha. Cơ bản là nó có chày ha cả nhà, nhưng mà nó chày nhẹ ha. Chày nhẹ do là nó cũng đã lâu rồi. Thành thử ra là vận chuyển về nó có bị chày ha cả nhà, nhưng mà mặt phay đẹp ha cả nhà ha. Mặt đằng trước đẹp, đặc biệt là con này là nó chạy được monolock luôn ha cả nhà. Rồi anh khách mà trước đó là em cũng cảm ơn một anh Huy đại lý vé số đã ủng hộ một con nha. Anh muốn chơi monolock thì anh lấy thêm con này nữa là nó thành monolock ha cả nhà ha. Ở đằng sau nó có nút gạch, thì mình muốn chơi monolock thì mình chuyển qua, mình cắm cổng dây AV vào cổng mono và mình chuyển qua chế độ mono, thì rồi mình điều chỉnh volume mono là mình chơi được mono lock ha cả nhà. Rồi em mời cả nhà cùng em nhìn ngoại hình em nói nha. Nước sơn zin hết luôn ha cả nhà. Đây có vết chày ha cả nhà, thấy không, có vết chày. Nhưng mà không đáng kể ha cả nhà ha. Rồi, đây là nút công tắc ha cả nhà. Đây là nút công tắc. Đây là cầu chì. Khi mua máy là em luôn tặng kèm những cái giắc cắm, những cái giắc cắm này cho cả nhà dễ dàng cắm rút nha. Rồi, đây là chế độ stereo. Mono stereo. Đây là đường input của cổng mono và đây là đường RL của chế độ stereo, và đây một volume điều điều khiển hai loa ha cả nhà ha, R L và đây là volume điều khiển mono. Rồi cơ bản nó là như vậy ha cả nhà. Bây giờ em mở nắp ra, em mời cả nhà cùng em soi bên trong em nó như thế nào nha. Thì em cũng giới thiệu đã nhiều nhưng mà sẵn có clip này thì em xin lặp lại cho cả nhà nha. Tại vì mỗi con nó chạy mỗi cái cấu hình bóng đó cả nhà, nó chạy khác nhau. Anh thử ra là mỗi con mình mỗi phải giới thiệu.
Con này tiếp tục mới về nữa cả nhà. Con đó là Dual Monolock cũng Yusugi. Hình thức khủng long rồi cả nhà ha. Đây, mời cả nhà. Ống Gold Lion ha cả nhà ha. Gold Lion. Hình thức bóng cũng còn khá là ok. Mấy cái bóng của Anh Quốc thì chất âm của nó tương đối là ngọt ngào ha cả nhà, nhưng mà nó cái giá thành nó rất mắc tiền. Gold Lion của Made in England thì nó tương tương với con GEC luôn ha cả nhà ha. Rồi, cây đầu tiên cây 12 AX7 đặc biệt ba em này là chạy bóng Siemens hết ha cả nhà. Chạy bóng Siemens hết thì cái dàn bóng rề này cũng không rẻ. Không rẻ ha cả nhà. Rồi tụ Nippon Nichi Kong ha. Rồi còn về hình ảnh ruột gan á, cả nhà coi hình ảnh em đính kèm nha. Rất đẹp luôn cả nhà, ruột gan còn rất đẹp luôn. Vì vậy cả nhà cứ an tâm về độ bền của những em này. Yusugi thì nổi tiếng là nồi đồng cối đá ha cả nhà ha. Rồi, tăng phô hợp tác với Tamura ha cả nhà ha. Cũng như mọi khi thôi. Rồi ngoài ra thì cái size của nó ha cả nhà. Cái size của nó thì đạt được size khoảng 42 ha cả nhà ha. 42, chiều cao nó khoảng 22, chiều sâu tính luôn tới cọc loa là khoảng 37. Cân nặng 28 kg thì đây là một em cấu hình lớn ha cả nhà ha. Dải tần là từ 4 cho đến 16 ohm, thành thử ra là cả nhà cũng dễ dàng ghép loa ha, ghép tannoi đồ bê đắp đồ ok luôn. GBL cũng ok luôn, on test đồng trục tàn giải thì đối tác của đàn ha. Hàng đẹp ha cả nhà, hàng đẹp. Rồi thì trước khi đi vào review cho test chất âm thì em cũng xin định phác giá cho cả nhà nha. Do em này nó chạy bộ bóng của Anh Quốc nên giá trị nó hơi cao ha cả nhà. Bộ bóng này thì thị trường đồ cũ nó cũng hay từ hai cho dao động từ 20 cho đến 30 triệu rồi. Tùy số đẹp bộ bóng này cũng còn tương đối là khá ha cả nhà ha. Đó. Thủy là còn ok hết luôn á, thủy là còn ok hết. Ở đây nó có một bóng thì nó thủy nó cũng còn ok nhưng mà nó không bằng ba cái bóng này. Nhưng mà cơ bản là em bao là bóng xịn hết nha. Hoạt động hoàn hảo nha. Rồi thì em trước là 38 triệu chạy bóng Nga ha cả nhà, em này 45 triệu. Chạy bóng Gold Lion của England nó chênh lệch nhau 7 triệu thôi, rất xứng đáng ha cả nhà ha. Em này thì cơ bản là nó mắc phải gấp đôi bộ bóng Nga đó. Rồi mời cả nhà cùng em thưởng thức cho cam em nói nha. Yusuri Euro 3. Tình yêu em tôi nguyện mãi tuân thủ và yêu không.
sao không thấy nàng? Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau? Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường, dặm ngàn sóng gió biến đâu nàng vui dân tâm nơi chiến trường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thường sẽ nắm con tim em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Là chim nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ, rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng? Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau? Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường, dặm ngàn sóng gió biết đâu nàng vui dân thân nơi chiến trường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thường sẽ ngát con tim em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thường sẽ ngát con tim em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Rồi ha cả nhà ha, âm ly trong tình trạng hoạt động hoàn hảo, không mù xì, chạy dạng bóng xịn sò ha cả nhà, giá 45 triệu, chuyển khoản luôn thì em bao ship toàn quốc nha, COD thì cọc em 10%, hàng bay tận nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui, bye bye.